Ăn mùng 5 tháng 5 muộn nha. Mực mới mua luôn á, mới xuống biển mới mua mới về luôn á. Có làm gì không? Em của không chưa? Ít ồn, thấy không? Đây chứ nhận bự không? Xong rồi Giang Tài ăn cơm nướng đồ ăn mà. Mực còn ngần luôn á gia đình ơi. Dạ. Cơm là mình chắc nước ra nè. Là đại mới xả đẩy sợ nó không tươi, bỏ chút xíu lá vô. Bây giờ mình chuẩn bị nướng rồi nha. Mình ăn ăn mùng 5 tháng 5 muộn á gia đình ơi. Bữa qua chạy lo lót tiền, bữa nay mới có tiền ăn mùng 5 tháng 5. Điều kiện tôm với tôm. Ó ghẹ bự ghê không? Ghẹ cốm, ghẹ bự, ghẹ lợ một á. Mới xả đồng ra. Kéo cắt mực này là kêu bằng kéo vàng. Đây là hũ mắm tàn nha gia đình. Này đâm sẵn luôn rồi đó. Chấm với lại tôm này mình nướng lên, mình chấm lại cái này là hết sảy bà bảy luôn á. Đây là mắm tàn. Có. Đây là em của Phúc XO. Phúc XO. Đây là xin XO. Món tàn làm sẵn luôn á. Ngon lắm. Làm gì hả con trai? Còn cái lò này mua bển mới về luôn á gia đình. Mua bển á, ở bên Phước Hải á. Bây giờ mình nướng nè. Ghẹ có nè. Tôm này là tôm hèo phải không? Tôm hèo không? Tôm hèo hay là tôm gì? Mình ăn mùng 5 tháng 5 muộn. Chào cả nhà nha, bữa nay vô nhà em ăn mùng 5 tháng 5 nha. Ăn mùng 5 tháng 5 muộn. Không có quay mặt đâu, dính hết luôn. Tại không có quay mặt đâu, dính hết luôn. Ngon lắm gia đình ơi, mực dưới biển mới mua về còn tư rối luôn. Chấm với lại cái này là hết sảy bà bảy. Đây là mực kim. Mực kim nha, mực kim nè em này nó mới đi biển mới vô luôn. Mực kim. Này nướng luôn ha. Mình nó muốn làm sao? Nó gần chín rồi gia đình ơi. Này đã là nó đủ luôn rồi. Mực khô có, mực tư có, tôm có, ghẹ bự ra không? Nhờ quay gần á. Cái lò này tiền chứ bộ. Nổi ra cái đó. Đó là tiền. Anh muốn bán tôm cơm vậy? Mình vô nhà. Chào cả nhà nha. Vô nhà em có biệt danh là Tài XO ở thị trấn Long Hải á. Ăn mùng 5 tháng 5 muộn đó. Nhà nói chung cũng còn khổ nên ăn nó ăn đỡ vậy thôi. Ăn mùng 6 tháng 5. Ăn mùng 5 tháng 5 muộn đó. Tôm. Vô mực. Nướng nè. Ghẹ có luôn. Vừa mực khô có luôn. Ăn đỡ cái này đi. Ăn kèm với lại chấm cái này nè. Đó, gia đình thấy không? Đây là Phúc, em của Phúc XO nè. Rửa đủ cho hay không? Nhận nửa rửa đi. Đúng không? Hay là nửa đi vô. Thấy cũng được đó. Nó bỏ vô lần nó chơi. Rửa nó nhiều. Ủa không uống nước ngọt à? Uống bia gì không? Không. Uống cơm uống bia gì. Giờ mình ăn thử cho gia đình xem nha. Cái con mực này nè, đó mới nướng xong gia đình thấy đẹp không? Đó, cái này là phải chấm với lại cái này nó mới ngon nè. À, này ta gọi là mắm tàn. Chấm vô luôn nha. Nóng qua.
Ủa, cái nước này ngon một chết cha mày. Cái mực này mình mua tư về mình không có làm gì chứ rửa sạch sẽ thôi, nó còn có cái đen đen này nè, ăn nó mới ngọt luôn. Giờ mình ăn cho gia đình xem nha. Nó ngon thì nó thì thôi chứ. Nó ngon là nhờ cái đèn đen này nè gia đình. Cái nước chấm đó nó vừa miệng lắm. Cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Ăn xin. Ăn một năm năm phải ăn ăn chung vậy chứ đừng ăn người trước người sau buồn lắm. Miếng này bất ghét. Con bậc này chỉ có bỏ cái nang này thôi. Ngon lắm. Có dịp nào gia đình mình xuống Long Hải á, nhớ là làm cái món này ăn nè, đơn giản mà rất ngon. Đó, tôm nướng lên nó chấm lại cái này gia đình đó. Trời ơi nó rất ngon gia đình ơi. Đó, cắn miệng mầm dính vậy nó mới đã. Cái này mình ăn kèm chung với cơm. Hết sảy bà bảy. Ăn cái miệng nó dính, nó dính đen đen vậy mới ngon. Cay. Chua chua ngọt ngọt. Ngon lắm nha đừng. Rửa già quá mẹ gần nhỏ bớt. Con chua. Dạ không ăn rửa thì trở liên tục rồi. Cũng có ăn 4 5 tháng 5 với người ta chứ bộ. Người hơi muộn thôi. Trở liên tục nó không khác không. Đó, đây là em không, em có 1 phút ít âu nè, đeo vàng ghê lắm. Ngon. Cảm ơn em. Còn hai chai bỏ trong tủ lạnh vô lạnh em. Bây giờ ngậm đi đâu con? Ngậm này nè. À đó, ngậm này cũng đủ rồi con. Ờ, mà cứ chơi một chai cười hết. Ờ, bạn hết đi, đúng rồi, tá đổ dành kỹ luôn. Ừ. Chúc gia đình xem clip vui vẻ nha, và nhiều sức khỏe. Cho like. Nhớ xem kênh, thấy kênh mình vui, đăng ký cho mình, ủng hộ mình nha gia đình. Cảm ơn gia đình nhiều. Mẹ tám lọc. Này, cho là ngủ đi. Mẹ ăn đuổi nữa. Cái mực này phải ăn vậy đó, đen nó ngon, ăn phải dính tay dính miệng vậy đó. Gia đình thấy không, nghe em ăn cái miệng nó ngon. Để anh để cho. Đây là anh của ông Phúc XO, còn kia là em của ông Phúc XO á. Nhà nó cũng còn hơi chưa gọi là có điều kiện lắm. Có vậy rồi cha em. Ngõ cạp luôn. Ừ. Đó, con cắn hai cái đó. Đó. Cắn cắn phút. Đã. Sao sao cho cảm giác sao? Ngon. Ba. Nghe. Lấy mớt. Quá ngon.
Nóng quá. Ăn hết đi, tao ăn không hết bỏ vô tủ lạnh nha chứ. Quen rồi còn mới đó, nướng đỏ rồi đó, đi ra lớn rồi đỏ. Ừ, quen chưa phát triển.